Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay vô thể loại mới nha, tính 4 bi. Anh làm chấp tính 2 điểm, đánh 8 10 cả nhà. Đó, dần quá quần bi. Đó, anh làm nói là tính như anh làm có quyền đánh được 3 trái. Đánh bao bi á là nhưng mà trái đỏ là không được đánh. Là đánh được có bao bi à? Là như 3 trái, 2 trái trắng với trái vàng. Còn trái đỏ là để không á. Là ai cũng được đánh bao bi chứ á. Đánh 8 10. Anh làm chấp tính 2 điểm. Một, hơn. Vô thế rồi. Vô thế rồi. Bây giờ là có đồng mạch. Rồi, một điểm đầu tiên. Đây nó cúp nó hơi dày á, mỏng là chúng lụm lúa rồi đó. Ờ, nhỏ đá rồi. Ờ, lộn mép rồi. Chứ đánh vào phần với bà bằng là tính không có lợi nha cả nhà. Trời ơi, lộn cái trắng trời. Tính nó đánh vô gà đó. Hả? Không có đối như đánh vào gà như nè. Đánh trúng đây chạy lên á. Mà đợi nhiên rút cuộc. Nó lòn cái trắng ra luôn. Mà anh đánh bún bì mà đợi như anh giật nãy giờ đó. Anh giật nãy giờ á. Mà anh nó vô hình vào gà luôn rồi đó. Để đi em còn ra cho đường. Alo. thiếu đánh dậy chút ngon. Này do mình tự suy diễn thôi chứ ai đâu dạy. Tự mình suy diễn cái đường mình đánh thôi. Thường tính thấy người ta đánh có 2 bi rồi anh làm bữa nay trời đánh 3 bi luôn, đánh thử 3 bi. Trời ơi lộn luôn. Nếu đánh mạnh á nó giặt và nó vô đó. Mà em sợ đánh mạnh nó nổ. Cái lỗ trắng nó quá bự rồi. Này khó à. Rồi cái này này vô hình khó. Ồ. Tại ngại đó rồi kéo rồi vô băng là trúng đỏ rồi. Nó trúng đây là ngon rồi.
Từ khi thằng vàng nó ra mới dễ có đường đánh mà rồi, nhưng mà giờ thằng vàng nằm đó rồi ai cũng khó hết vậy. Màu nhum nhum đây anh, nhum nhum mà đường nào đâu đánh. Này kìa, nó ra vào gà ốc khỉ. Tưởng thành trái ốc khỉ chạy xuống trúng luôn. Nên em kéo được ghét qua luôn, không kéo được nhưng nó không có ăn ốc phê. Né, lỡ trúng nó chẹp cái đẹp rồi sao? Núp luôn rồi. Ê, ừ, hên, chưa, xém nữa à. Đó, bắt làm sao rồi trắng về đây cũng khó. Rồi cô Lê luôn thì trời ơi lộn mép luôn rồi, nó sổ rồi nè, như nó cu lên. Thầm hức. Ê ừ, hên. Cũng này. Trời đất. Khoảng vàng với trắng nó xa ra đây có tay để ngon. Không có tay đánh được nhưng nó không có sử dụng nó phê cái được nhưng nó đá. Nó 10 phút được một điểm. Rồi đó. Lặp lại. À. Thằng đỏ nó trên cao quá. Đẹp. Một điểm. À, vô nhum nhum này mới chết người nè. À. À. Nhum nhum này mới chết người đó. Hai.
Rồi, rồi. Nãy giờ giật nãy giờ mà. Hai một sát sát vô vàng sát sát vô mới dễ đánh còn lại đó rồi. Trời ơi, úp hôi dư kìa trời. Quá liệt luôn rồi. Sợ cho không nổi. Cắm cho cố vô, quấn cái đèn dư luôn. Chứ bắt băng đây nè, luôn khúc rồi. Nó chô chô băng á, không ngờ. Rồi anh hai băng luôn. Ờ dư luôn. Hey, hey. Vừa vừa có tay đánh ơi, đừng có liếc. Đừng có liếc. Bình sẽ liếc. Một, đừng có liếc. Thì nào chen cái đấy cũng trúng. Chen cái đó quá hay rồi. Hai, tại anh chỉ đó, em tính là đánh đề ghét gì luôn nè. Hai nữa là ba. Ba hai. Tại ốc hơi miếu, ốc hơi xịn là nó bắt dày vô cái trắng là nó xe nó rồi. Nó bắt hơi mỏng. Bê thử trái. Trời ơi nó đẹp. Ôi, một điểm. Quá dữ. Còn điểm chấp nữa mà chưa chân bắt tay gì. Quá đẹp rồi. Hết hộp rồi, đánh đỏ hết hộp rồi. Đỏ rồi, cho hồi chút nữa. Đánh đỏ còn hang dậu dây da mà. Còn mấy anh đánh cây rồi đánh vàng với trắng bị đá rồi. Ừ, búp kê, búp cúp bê này sát sát nha. Ừ. Một nữa là ba. Đấy, cho con thấy rồi, thấy trái với. Nhớ phơi xe. Vô băng chứng rồi. Trời ơi. Tại chồm chồm quá. Liếp không? À, thằng trắng nằm đây ngon nha. Ôi ôi, bơi là sở trường. Một điểm. Ừ. Rồi dư luôn. Một nữa là bốn. Ừ. Dư luôn.
Ờ, để lên đầu ngon. Bây giờ ba bốn nguyên về anh Lâm. Ờ, nó chặn luôn. Ê hở. Trời ơi là trời, nó không hở. Cái này có bơi hết chặt rồi. Không chắn hết chặt rồi. Đâu đá rồi. Không. Đá chô, chô đỏ hay chô trắng? Ừ, chô. Ừ, chết luôn rồi trời. Trời ơi. Alo lại. Thứ có bơi đá rồi, tại hai cái nghe luôn. Ừ. Vậy có đường đường chô về thôi. Bi khoan 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 Lâm ơi, khoan khoan. Hết pin gì vậy? Hết pin. Mà quên đem cọng dây nữa bà nói. Coi coi điếm dụng gian để tao hỏi anh cậu ơi, có coi cái cọng cáp không? Cái bi này gắn đường nào chúng à, chỉ có đường vân. Ừ, trời ơi. Khoan thông cảm với cả nhà, không có hết pin. À, mình hậu có cái cộng đi cáp sợ. Quá đẹp rồi, quá đẹp, quá đẹp. Chơi cái này.
Cho con chen đây nè. Chứ đây chợ lòn một đá thì thôi thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không văn là gì chứ? Biết chỉnh đường nào chỉnh được coi rồi. Biết còn người luôn, ác đây đó. Làm đằng gác tính điểm cái nhà ơi. Tỷ số là 7-4. 10 điểm, 8 điểm. Đẹp rồi. Không phải quá nhiều. Xét luôn rồi.
Hãy
Xếp bây giờ 40 ngày tính nữa thôi anh làm hay cái nhà. Nếu cả nhà thấy xếp bây giờ 40 ngày hay hấp dẫn. Rồi thì mình tính đi về với anh em phải cho em một like một subscribe nha. Nếu một kênh thông báo cho nha. Để thì mình tính đi về ra nhiều xếp bây giờ 40 hay hấp dẫn cho cả nhà xem thư giãn những giờ làm việc nói nha. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà.